chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu? Người ơi hãy nói với em tại vì sao anh nỡ đối với em như vậy. Em đã yêu anh trong giấc mộng hao gầy. Trời đất ơi, cái thân vậy mà hao gầy ha. Cái này là bài hát là giấc mộng phồn thịnh, giấc mộng dư giả, giấc mộng phù sa. Được được rồi con, được rồi con, Vũ đang buồn đó. Buồn cái gì? Nghe nhạc đây nè. Nhạc gì? Đó, nhạc của Bảo Anh. Bài gì? Sống xa anh chẳng phải dễ dàng. Trời ơi, cái bài của người ta gì tiền chuyển qua cải lương vậy trời. Trời ơi, hát cỡ nào cũng chuyển cải lương được con. Mà sao tự nhiên bữa nay nghe nhạc Bảo Anh vậy? Thì đó, Bảo Anh nhập. Vậy hả? Vậy đó, đó đây nè. Em muốn anh sống sao? Ừ. Trái tim anh cũng biết đau. Ừ. Sống xa anh chẳng dễ dàng. Y bài nào cũng buồn ha. Buồn lắm con. Mà ngộ nha, làm như càng đau càng phê. Vậy hả? Ờ, có tục cuộc tình nào càng đau là càng phê vậy đó. Con Vũ cũng còn phê hả? Tươi chứ, còn tươi mà. À, nghe nhạc cũng còn phê ha. Phê chứ con. Rung cảm là tốt. Đó, ấy mà ngộ nha. Sao Vũ? Chắc Vũ nghĩ nhỏ này ngoài đời á, chắc nó bị là dùi dập tan nát đời nó lắm hay sao mà nó hát nhạc buồn dữ vậy? Chưa chắc đâu, con thấy nó làm đẹp hoài à, chắc nó vui lắm. Không có đâu con, hát nhạc vậy là buồn lắm. Không có đâu, nó ăn bận đã lắm, bốc lắm. Con đừng nói sao, vậy là buồn là chắc luôn. Bây giờ cãi làm gì, hỏi người ta là biết liền cái gì. Ủa có đây hả? Trời ơi, khách sạn này ai mà mời không nổi. Trời. Giới thiệu Vũ luôn, người sẽ hát những bản tình ca đau buồn mà Vũ nghe từ sáng đến giờ, bây giờ hát live trên sân khấu luôn, chịu không? Chịu. Quý vị và các bạn thân mến, sống xa anh chẳng dễ dàng với tiếng hát Bảo Anh. Trong lòng lại chơi vơi vì anh chính là cơn.
Thưa quý vị, Bảo Anh rất da diết và nồng nàn. Nhưng mà cũng như là những gì Du nói từ đầu chương trình là Bảo Anh liệu có sầu ải đau thương hay không? Thì ngày hôm nay sau cuộc trò chuyện, quý vị sẽ có đáp án. Xin mời Bảo Anh. Các bạn đã trở lại với chuyện tối nay với Thành, được phát sóng vào lúc 19:50 thứ năm hàng tuần trên kênh BRT Đài Phát thanh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Mời tụi con dùng nước. Dễ thương ha chú ha. Vô vô đúng nghiệp nè. Cảm ơn con, chú tập giật dữ lắm đó. Có giật riêng với ông Trống nữa phải không? Cảm ơn anh Trống nha. Xem càng ngày càng đẹp vậy bố, em lấy cái bí quyết gì mà em đẹp kỳ cục vậy? Anh có thể anh hỏi câu nào khác được không? Tại vì câu đó hơi thừa. Thừa phải không? Vậy anh hỏi câu khác ha, làm cách nào để em xấu hơn? Cái này là không phải là câu khác mà anh chỉ đổi thôi. Tại vì anh thấy lúc nào hình ảnh em đẹp, tươi lung linh. Thay vì một số những người đẹp ở ngoài người ta sẽ rất là thoải mái, ăn mặc đơn giản. Còn anh thấy em mặc gì cũng cưng, nhìn rất là thời trang, rất là trau chuốt về cái vẻ bề ngoài. Thì em nghĩ đó là mình tôn trọng người đối diện của mình thôi. Thì anh nói em thì anh cũng nên nhìn lại anh ha, anh còn chuốt hơn cả em đó. Nhưng mà tại anh không được đẹp thôi. Bỏ qua đi Thành, mấy dạ. câu đó khỏi bỏ qua rồi. Anh đừng có đụng tới nhan sắc. Em nó nói là nó dập em luôn mà nó nói tại anh không được đẹp thôi chứ. Thì anh xin nói với em luôn là tại không được đẹp thì nó mới phải trao chuốt đó em, cho đẹp bằng em nha. Vừa lòng em chưa? Dạ vừa rồi anh. Dạo gần đây Bảo Anh xuất hiện trước công chúng là thánh nữ nhạc buồn. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây? Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện, làm em quá yêu nên. Chẳng còn sự cơ dại và sẽ anh em tìm vững chãi. Bài nào cũng buồn, bài nào cũng tan nát, bi thương. Có phải công thức của Bảo Anh là nhạc siro cộng MV buồn cộng trai sáu muối? Đúng không? Có phải công thức thành công là vậy không? Có trai sáu muối hả ta? Trai có muối, mở ngoặc ẩn. À, thật ra là không biết nữa, em nghĩ nó là cái duyên để mình hát nhạc buồn đó. Lúc mà gặp Chi Dân thì ban đầu là Chi Dân đưa cho em một cái bài nó không có buồn lắm, một cái bài khác. Thì sau đó thì lại đổi lại Anh Muốn Sống Sao, thì nó giống như là một cái duyên mà để mình hát ballad. Mà do Dân đổi hay là em đổi? Chi Dân nói với em là anh có bài này, anh nghĩ là hợp với em hơn, thì em nghe thử luôn hai bài đi coi là em thích cái nào. Như vậy là duyên rồi. Đó là duyên. Vậy cuối cùng là em lại chọn cái bài buồn hơn đó anh. À, thì bởi nó là cái duyên, tại vì người ta giới thiệu cho mình. Vậy thì em nghĩ duyên là do tự bản thân em tạo cái vận buồn cho mình đó. Không không tới nỗi vận buồn, nó nghe vận buồn thì nó ám vào cuộc đời em mất. Nhưng mà vấn đề là nó là một cái hệ thống nhạc ballad buồn ha. Rồi làm sao để em gặp Siro? Khi mà em bắt đầu một cái công việc với lại một ekip mới thì em có nói là em là cái người hát ballad tốt nhất, em thể hiện cái âm nhạc đó tốt nhất. Thì em nói là bây giờ kiếm cho em cái anh nào, nhạc sĩ nào mà đang viết nhạc buồn mà hot nhất đi. Thì mọi người mới đưa ra cái option, có rất là nhiều người, thì cuối cùng là chọn là nhạc sĩ Mr. Siro. Có nghĩa là ekip muốn em làm việc với Siro? Không, nghĩa là em muốn tìm một cái người nhạc sĩ giỏi, nhạc sĩ viết nhạc buồn, thê lương. Thê lương. Thê lương. Thế là Siro cộng tác với em. Ngay tại cái thời điểm đó. Và sau hai bài này rồi liệu em còn một bài nào với Siro nữa không? Em chưa biết nữa. Em thấy Siro có hài lòng với những cái sản phẩm đó không? Tại vì anh biết là Mr. Siro là một người khá là cá tính khi làm việc. Anh ta sẽ... À, anh nói thẳng anh luôn là ông vừa khó chịu vừa... Em nói xấu được không? Được em, chỗ anh làm ơn em. Em làm ơn hả? Nói thẳng hết mọi chuyện đi cho người ta biết. Ông vừa ăn nhiều nè, ông vừa khó chịu nè. Ông vừa mà mỗi lần mà đi qua thu là ông sẽ giảng đạo cho em 2 tiếng trước khi thu. Đùa chút xíu thôi, nhưng mà tại vì là cả em với cả anh Siro đều giống nhau ở điểm là khó tính. Cho nên là cũng may á, là vì em cũng khó tính ngang ngửa, cho nên là vào làm việc thì cũng chưa đến mức độ mà phải gây nhau. Em có nói với lại anh Siro một lần là cái bài mà Sống Xanh Chẳng Dễ Dàng này nè, là
em với Siro duy trì cái duyên còn tiếp tục nữa hay không thì để xem. Con có còn nợ không phải không? Đúng rồi. Ok. Bây giờ nói về Bảo Anh đi. Người ta nghĩ đến Bảo Anh là một cô gái rất là cá tính. Ở trên Facebook của em, hình ảnh của em đúng không? Rất là bốc lửa, ăn mặc rất là gợi cảm. Và em dám sống thật với bản thân của mình. Như vậy thì Bảo Anh ở ngoài đời thật có phải là như vậy không? Hay là đó là hình ảnh do ekip và em muốn xây dựng? Hay đó là con người thật của em? Em nghĩ là ở ngoài em còn dữ dội hơn là những gì anh thấy trên Facebook đó. Dữ dội là như thế nào? Em định nghĩa dữ dội như thế nào? À, không có nghĩa là em thẳng thắn hơn. Đôi khi lên Facebook mình vẫn còn kiểu là kiên nể chút xíu. À, khép nép ha. Đối với những người mà em đã tiếp xúc ở bên ngoài rồi, đã quý rồi thì em sẽ thẳng thắn hơn. Em là dạng người ít nói hay là em sẽ chia sẻ được và muốn cách bày tỏ cảm xúc với nhiều người? Tùy người chứ anh. Tùy người mình mới chia sẻ chứ. Đâu phải ai mình nhào vô mình nói chuyện được đâu. Nếu em gặp đúng cái người mà em cần chia sẻ và em nghĩ là họ sẽ cho em được một cái lời khuyên hoặc là em tin cái người đó thì em sẽ nói. Như vậy thì trong thời gian gần đây mọi người lại biết đến Bảo Anh với một cái hình ảnh mới nữa, là một cô gái khá là giỏi trong việc kinh doanh. Có spa này nọ nữa đúng không? Bao giờ? Ai đồn? Báo chí viết nè. Ngày xưa thôi. À, ngày xưa thôi hả? Lúc chưa đi hát thôi. À, rồi đi hát giờ, rồi bây giờ, còn mê hát mà không làm nữa. Còn cơm gà là của mẹ hay là có dính líu tới em không? Cơm gà là của mẹ. Cũng dính líu tới em luôn. Ừ. Là chỉ là mượn hình ảnh con của mẹ vậy thôi đúng không? Đúng rồi. À, anh cứ tưởng ngày xưa tới giờ em là nữ hoàng gà ta chứ. Anh cứ cho là vậy cũng được, em cũng thích cái tên đó anh ạ. Cưng ha, hợp lý ạ. Cho anh hỏi là em có thú vị với công việc làm ăn không? Hay là chỉ thích đi hát thôi? Có chứ, bởi vì em thích tiền. Hợp lý, cảm ơn em, thẳng thắn. Anh cũng thích. Đó, thì chính vì mình thích tiền cho nên cái gì mà sinh ra tiền thì mình sẽ thích. Em nếu được kinh doanh thì em muốn chọn công việc gì? Em lại chọn làm về làm đẹp như cái mà trước khi đi hát em đã từng làm. Ngoài ra, em có giỏi một cái bộ môn nào khác không? Em có muốn kinh doanh trên bộ môn đó không? Em nghĩ chắc là có thể là em sẽ đi dạy yoga hoặc là mở. Nói tới yoga mới nhớ. Bây làm như thế nào để đẹp? Em luyện tới cái tầng nào rồi? Cái tầng của em là tầng 6 anh. Tầng 6? Dạ. Thế tầng cao nhất là bao nhiêu? Dạ, tầng cao nhất là... Em nói chơi vậy thôi mà anh cứ hỏi em đang nói giỡn đó. Ủa, nói giỡn hả? Yoga làm gì có tầng ông ơi, thiệt sự. Thiệt á, em đừng có lừa gạt anh ngây thơ lắm đó Bảo Anh à. Nha, em đừng có như vậy. Anh rất là dễ bị dụ đó. Đùa chứ, em cũng là một người mà chưa lên đến master nhưng mà nói chung là những động tác khó. Làm là... được đó nha. Sư phụ đánh giá em như thế nào? Mỗi lần mà tập bài thì thầy nói là em nên cho Bảo Anh tập bài mà vừa sức với giáo viên. Vừa sức với giáo viên. Thầy ghét không? Chứ tập bài mà bình thường cho học viên thì không được. Nhưng mà bây giờ cho anh hỏi là một ngày em sẽ dành ra bao nhiêu tiếng đồng hồ cho bản thân mình trong việc làm đẹp rồi yoga các kiểu? Em làm... có quy tắc không? Hay là hôm nào rảnh mới dành thời gian ra? Dạ. Em á, mọi người cứ nghĩ là em chăm dưỡng da, chăm làm đẹp đúng không? Nhưng thực chất em lại không phải là cái người mà quá giỏi để mà tự chăm sóc bản thân mình đâu. Ví dụ như em thích tập yoga, thích tập... những cái gì liên quan đến body thì em sẽ dành cố gắng, ngày nào mà bận lắm thì cũng ráng dành một tiếng đến một tiếng rưỡi để tập. Nhưng còn về dưỡng da hay là làm đẹp hay đi spa thì em là người mà làm ở spa nhưng mà lại không bao giờ em đi spa, là bởi vì em không có nằm được. Bắt em nằm im một chỗ như vậy mà để làm cái mặt em một tiếng em không chịu được. Em bị tăng động. Hay sao mà em nằm không được? Em không biết, chắc là con người em thích hoạt động hơn, thích là thích di chuyển, thích hoạt động. Dạ. Hơn là thích nằm. Em lại nói một cái điều mâu thuẫn. Yoga nó là cái bộ môn tập kiên nhẫn. Nhưng mà em tập power yoga. Là sao? Có nghĩa là nó thiên về lực nhiều hơn là thiên về cái sự tĩnh tâm. Tĩnh tâm nó lại là một cái môn khác nữa. Lực là sao? Anh nói ví dụ. Có nghĩa là nó sẽ tạo cho anh sức bền, khỏe. Bền trong mọi chuyện. Bền trong mọi chuyện. Trong mọi chuyện hả? Bữa nào anh đi tập yoga em nhỉ? À, anh thì anh không biết anh có được hay không, tại vì anh hơi thiếu kiên nhẫn. Đã nói là tập power yoga mà anh đâu cần kiên nhẫn, anh chỉ cần sức khỏe. Ok. Bây giờ nói về một tí về tình yêu. Em là một người sẽ yêu như thế nào? Yêu đến khi không thể nào yêu được nữa thì ngưng. Say đắm, điên dại hay có lý trí? Yêu đập đầu vào tường thôi anh. Tới bây giờ vẫn vậy hả? Tới giờ vẫn vậy. Có bao giờ khác được không? Có một mối tình nào mà em dùng lý trí can thiệp không? Không anh. Tới giờ là chưa đó. Tới giờ vẫn chưa luôn hả? Em bắt đầu yêu từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ? 18 tuổi. Những chuyện tình của em thường thì những cái lý do mà em chấm dứt một mối quan hệ là những lý do như thế nào? Không đồng quan điểm. Không đồng quan điểm.
về cách sinh hoạt hay là cách tư duy về nghề nghiệp hay là về tất cả mọi thứ, bao gồm có những người thì người ta không đồng quan điểm với mình về định hướng tương lai, rồi có những người thì người ta không đồng quan điểm với mình về cái cách đối nhân xử thế bên ngoài, nó rất là nhiều thứ. Em có biết ơn những cuộc tình đã đi qua trong đời mình không? Chắc chắn, bởi vì điều mà biết ơn đầu tiên là họ đã ở bên cạnh mình và cho mình cái cảm giác là vui và hạnh phúc ở cái thời điểm đó. Đó là một tư duy rất tích cực. Anh thích tư duy đó. Thường những người mà đã chia tay với em, họ có thể làm bạn với em sau này không? Có một số phụ nữ họ sẽ chọn phương án là đã chia tay là thôi, không là gì của nhau nữa. Còn dạ, em thì có thể chấp nhận họ là những người bạn không? Nếu như hai người chia tay chỉ vì bất đồng quan điểm mà không làm lỗi làm gì với nhau? Chắc chắn chứ anh. Em là cái người muốn, hơn ai hết em là cái người muốn được làm bạn, được làm người thân. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái người mình đã từng yêu mà. Mình đã từng quá yêu thương, quá hiểu nhau. Thì tại sao khi mà chúng ta không thể nào mà bước chung với nhau trên một con đường nữa, thì mình không thể nào mình ở bên cạnh nhau như những người bạn để mà giúp đỡ và chia sẻ với nhau khi cần thiết. Chỉ đơn giản là mình định nghĩa lại cái tình cảm đó theo một cái tên gọi khác thôi. Thay vì tình yêu thì nó là nhiều khi bạn. Nó thành tri kỷ thì sao? Nó hợp lý và nó bền hơn. Đúng rồi. Quan trọng là những cái người yêu mới của em á, họ sẽ có những cái phản ứng ghen hay là khó chịu không khi em là bạn của những người cũ? Thì nếu mà ghen thì thôi đừng yêu em. Có nghĩa là phải hiểu em đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thế này em ạ, em bảo một người đàn ông không ghen với em thì quá tội nghiệp và bất công cho họ. Em quá đẹp, em lại có điều kiện, em có sự nghiệp, em có sự độc lập. Bây giờ họ phải rất là mệt mỏi trong việc vậy giữ thì em mới cần em. Một cái người mà có tư duy thoáng, cần một cái người hiểu chuyện. Đâu phải cứ người nào xinh đẹp rồi nổi tiếng rồi có tất cả mọi thứ trong tay thì sẽ dễ làm cho những người khác lung lay hay là có làm cái chuyện gì khiến cho người yêu mình phải ghen tuông đâu. Điều gì ở một người đàn ông mà em cần nhất? Hỏi câu xong bị suy nghĩ nè. Không phải suy nghĩ chứ. Tại vì nếu mình trả lời thật thì nó thú vị hơn chứ. Thật ra anh Thành đang hỏi em ở một cái thời điểm mà em đang không cần đàn ông, nên em không trả lời được. Có thể bởi vì trả lời, cái thời câu điểm trả lời của em là không cần đàn ông. Cái thời điểm này nó là như thế. Mà tại sao không em không cần nghĩ đàn ông? Tới nhiều. Không nghĩ tới nhiều nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ có thể trở lại và cân bằng hay không? Hay là mình sẽ nghĩ là mình sẽ cô đơn trong một thời gian dài? Chả ai nói trước được điều gì cả. Em cũng không bao giờ muốn đóng cái trái tim em lại. Dại dột lắm em ạ. Mà em cũng muốn mở toàn nó ra để làm gì. Tại vì nếu em đóng trái tim em lại đó là một tội ác. Hãy để cho những nhiều người được thưởng thức những cái tuyệt vời trên đời này chứ, tự nhiên em đẹp đẽ em đóng trái tim lại làm gì, đó là tội ác. Thì đó, em cứ bình thường. Dạ. Em thấy không, băng nhạc còn sáu anh đang độc thân. Em đóng lại thì làm sao người ta có cơ hội, em làm sao vậy? Anh đánh trống anh thấy là hiện nay cũng đang còn từ nãy giờ em talk show với em anh đánh trống cái nhìn em suốt từ nãy giờ anh toàn đánh sai. Là bây giờ là 6 người còn độc thân, mỗi anh Trí là cái người độc thân tại chức em ạ. Độc thân tại chức. Có nghĩa là tâm hồn anh ấy sẽ độc thân khi anh ấy viết bài nhạc, khi anh ấy làm việc, nhưng mà anh ấy sẽ về nhà với vợ. Nó là thế. Đúng không anh Trí? Anh có dám nói gì đâu. Em thấy không? Không dám từ chối luôn á. Không dám từ chối luôn á. Là em hiểu. Em có nghĩ là một người đàn ông ở bên em sẽ phải có áp lực không trong việc giữ gìn em, giữ gìn cái mối quan hệ của hai người? Em nghĩ có chứ, bởi vì em nghĩ em là người tốt. Tốt thì sao lại gọi là áp lực nhỉ? Áp lực để giữ một người vừa đẹp vừa tốt. Wow. Không, anh thích sự tự tin của em. Ít không phải mình, tự tin, nó là sự thật. Ok, cảm ơn em. Nó không phải là sự tự tin mà là rất tự tin. Nhưng mà thật sự là anh nghĩ là đúng, mình phải hiểu được giá trị mình đang nằm ở đâu. Và em nghĩ rằng là khi một người đàn ông đến với em, em có muốn làm gì cho họ không? Hay là em nghĩ rằng là mình có một cái đặc quyền được nhận phần thưởng? Không, cái này nó rất nghiêm túc nhé. Tại vì cuộc đời người ta hay nói đẹp có quyền. Những người đẹp, ông trời ban cho họ cái đẹp, bản thân đã là một món quà. Và dĩ nhiên họ sẽ được ưu tiên hơn những người khác. Cái này nó rất công bằng. Em có nghĩ điều đó đúng hay không? Rõ ràng là nếu như mà mình có cái ngoại hình khiến người khác thu hút, thì đó cũng là một cái đặc ân. Đấy. Mà không phải ai cũng có được. Nhưng mình dùng nó vào việc gì cho nó phù hợp và không ảnh hưởng tới ai là được. Bây giờ em nói nhé, phụ nữ không chỉ riêng nghệ sĩ mới nhạy cảm đâu. Sao em chỉ qua anh? Người ta muốn không phải là không phải là nghệ sĩ mới nhạy cảm đâu, tức là mà cô chỉ vậy nè. Em chỉ qua anh Thành. Không phải là nghệ sĩ. Mà tại vì em chỉ bây giờ vậy nha. Okay. Được không? Cho nó đều nè.
Nghĩa là phụ nữ là người ta nhạy cảm vô cùng, em nghĩ ai cũng nhạy cảm chứ không phải chỉ riêng là em mới nhạy cảm đến mức độ như vậy. Thì đôi khi mình cũng cố gắng để mà mình tiết chế nó lại một chút, mình ráng. Em đã nói với anh, em là người sống vì tình yêu mà, cho nên là em sẽ cố gắng tiết chế cái sự nhạy cảm của em lại. Nhưng mình nói là mình tiết chế thôi, chứ nhiều khi ngay tại cái lúc đó mình cũng không kiểm soát được. Thì giống như là anh bỏ qua cho tôi cái chuyện này thì tôi sẽ cố gắng tôi bỏ qua cho anh cái khác. Nhưng anh nghĩ thế này nè, em cần một người đàn ông phải rất bình tĩnh. Một người phải cực kỳ bình tĩnh, tại vì ai mà có thể nóng giận ngược lại với em là tôi chết ngay. Đúng rồi. Một người phải cực kỳ bình tĩnh, và anh nghĩ là thậm chí người ta phải chịu thiệt thòi một tí để bỏ qua những cái tôi của bản thân mình. Thì sau, mà em nghĩ là đàn ông thì nên thế chứ anh. Dĩ nhiên, luôn luôn là nên thế. Đúng không? Đàn ông thì nên nhường phụ nữ một bước trước. Cho đến khi chuyện nó không còn nhịn được nữa thì thôi, chứ còn thương là nên nhịn, nó hay hơn. Em có ghen không? Ghen chứ. Em có những cái điều kiện của riêng em, mà trước khi mà bắt đầu vào một cái câu chuyện tình yêu, em cũng nói cho người ta nghe luôn là em như thế nào, và em sẽ có những cái nào em không thích. Ví dụ như em sẽ nói đi, đối với em là không có em nuôi, em gái, em họ, em bà con xa. Đúng rồi, theo nguyên tắc là con nào nuôi mà không ăn. Đó, là em sẽ nói trước. Đừng bao giờ mà có một cái trường hợp mà quay qua nói à cái này là em gái anh. Anh em mình bị loại lâu rồi. Anh ơi, bây giờ thời buổi gì rồi mà còn xài chiêu em nuôi. Ai mà xài chiêu em nuôi là xưa rồi, lạc hậu. Bạn tiếp gái thì cũng không luôn. Tiếp đi cưng. Vậy hả? Tiếp đi. Cái gì nữa hả? Điều kiện gì nữa nghe hả? Nghe tiếp đi để coi coi còn đáp ứng được rồi, không. Coi nguyên tắc gì nữa, để coi. Cái chuyện bây giờ em sao, nuôi. Sao anh, hai anh hào hứng vậy? Hào hứng chứ. Để coi coi là có đúng cái chiêu của mình hay không chứ. Nào, mời em tiếp. Nói chung là riêng về cái phần giới tính khác. Đó. Là đừng bao giờ nói chuyện với em là anh có cái mối quan hệ như vậy, kiểu vậy là em không thích. Ok. Đầu tiên là như vậy trước cái đã. Thì còn hằng hà sai số nữa chứ. Cho anh thêm vài cái quy luật mà em không thể chịu được đi. Những điều không bao giờ em chịu được. Em không thích người ta đi ra ngoài giống như là đi chơi với bạn bè mà không có em. Bởi vì bạn là bạn chung của hai đứa mà. Nhưng em có làm điều ngược lại không? Không. Có nghĩa là những cuộc chơi của em hoàn toàn có thể có người đó. Chắc chắn rồi, nghĩa là em lúc nào cũng muốn có cái bạn đó. Em có nghĩ là tính sở hữu của em quá cao không? Tại sao lại cao ta? Chứ gì nữa? Tại vì người ta phải có thì đã sở hữu rồi, đâu có cao nữa. Sở hữu rồi. Đó là sở hữu luôn rồi đó. Nó đúng, em hiểu không? Em là định nghĩa của sở hữu đó. Coi như là tất cả của anh là của em rồi, vậy thôi. Đó. À không, có nghĩa tức có nghĩa là như này, nếu mà chỉ là cái chuyện mà đi nhậu, đi chơi, đi uống này kia nọ mà với những cái người đàn ông với nhau không á hay này kia thì em không thích vậy. Tại em nghĩ là đàn ông mà tụ tập chứ thì toàn đi làm mấy cái chuyện tào lao bí đao. Em không có niềm tin cho đàn ông. Ừ đúng. Bây em giờ không. Thế này nè, bây giờ anh phải tranh cái luận đó nha một tí. Em không. Rõ bây ràng giờ là em không. Và anh đừng nói gì hết, em cuối cùng em cũng không tin thôi, vậy thôi. Em bởi vì em đặt ra quy luật là em đã nhầm rồi. Tại vì á, anh thấy rõ ràng trên điện thoại của Thành á, tất cả các cô đều tên Tùng, tên Sơn, tên gì không à. Cái đó cũng là một chiêu đúng không em? Vậy hả? Là em mà đặt em nghĩ là, đi bây giờ thời buổi này mà còn nhưng mà thôi nếu như mà lon, em được chắc chết à. Em nghĩ là em nghĩ là một cái người mà đơn giản như em chắc không gặp được một người phức tạp như vậy đâu. Em có cần quá trình tìm hiểu lâu hay không? Thật sự em không thể nào mà nói được, tại vì mỗi mối tình nó sẽ khác nhau. Có những mối tình mà xét đánh tức là bùm một cái là ok là... có nghĩa là cạm bẫy linh hoạt. Dạ. Ok. Thường thì một người đàn ông có cái điểm gì làm cho em thu hút đầu tiên? Ngoại hình có quan trọng không? Có chứ. Có. Địa vị xã hội? Anh nghĩ chắc cũng phải có chứ hả? Nhưng mà không nhiều. Không, nó không phải là cái điều đầu tiên không em nghĩ đến. Không phải là yếu tố quyết định. Đúng rồi. Rồi giàu có, sự giàu có. Em thích người tài. Nên em nghĩ là nếu mà người ta có tài thì chắc người ta không nghèo được. Có nhiều người tài chưa gặp thời họ vẫn nghèo, để trên đường tìm kiếm cái giàu. Lúc đó thì em chịu không? Chưa biết, nếu mà yêu thì chịu à. Thật ra em chia sẻ với anh Thành chút xíu nhé. Vì á là bố mẹ em á không hạnh phúc, dẫn đến sự chia tay vì một cái người phụ nữ nào đó khác. Thì đối với em á, điều đầu tiên mà em cảm thấy mà để em có thể gắn bó lâu dài với một người là người ta cho em sự an toàn về cái phần tình cảm nhiều hơn là cái phần vật chất. Okay. Bởi vì em nghĩ là tiền em có thể kiếm được. Em có nghĩ rằng là hiện nay á đang có rất là nhiều sự khó khăn cho người ta trong cái việc mà đến với em để mang đến sự an toàn không? Bởi vì á, anh nghĩ rằng là một cái người như em sẽ rất là nhiều người đàn ông người ta ngại á, người ta nghĩ rằng là chắc cô bé này đã có ai rồi. Anh nói ví dụ như người ta không đọc báo đi, người ta là một người nào đó trong xã hội mà người ta không quan tâm đến showbiz.
Cho nên nghĩ là ờ cho cái cô này chắc là không có cửa tới mình đâu. Em có... Cho nên mới ế. Phải không? Có bao giờ nghĩ vậy không? Có chứ anh. Cô này cô không có sợ ế, cô chỉ sợ ế xô thôi, đúng không em? Ê. Anh có nói là em chỉ sợ nhất là ế xô cho em không có sợ cái ế cái vụ kia. Anh nói không đúng sao em lại che mặt đi. Thì anh nói đúng quá nên là không dám nói gì đâu. Không dám nói gì hết nên là che mặt đi. Thế bây giờ em muốn hỏi bao anh nè, trong cái lúc em gặp bế tắc nhất, rồi có những cái người người ta hiểu lầm mình, hay là người ta cố tình nghĩ cái sự ác cảm, đặt cái sự ác cảm cho mình, thì em vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào? Em nghĩ là trước tiên là em có thực sự quan tâm tới những điều. Có quan tâm chứ anh. Có quan tâm hả? Sao mà không quan tâm được. Em không quan tâm nhiều. Nhưng mà có những người người ta vào hẳn trong trang cá nhân của mình. Thì đó là quan tâm rồi còn gì nữa. Nếu em không quan tâm thì em vẫn sẽ không buồn. Em không có buồn nhưng em chỉ bực thôi. Bực hả? Vẫn còn bực. Vẫn bực chứ. Tại vì người ta nói cái chuyện mà mình không có mình phải bực chứ anh. Nhưng mà thì chắc chắn em không thể nào kiểm soát được giỏi. Đến mức mà em bỏ qua luôn vào cái kiểu thôi tôi không quan tâm. Nhưng mà rõ ràng là cái câu chuyện nó xảy ra mà ví dụ như mà em có thì thôi mình chấp nhận cũng được. Chứ còn đằng này là hoàn toàn không có. Hoàn toàn không có, tức quá chửi lại luôn. Em có tay đôi với fan không? Có. Có hả? Rồi em nhận lại được gì? Anh muốn biết cái điều đó. Em nhận chả lại nhận được lại gì? Được gì cả chứ em nói cho sướng miệng thôi. Nhưng mà ý là em không phải là kiểu là cãi tay đôi để giải thích mà. Có phải là em viết bài Sống Xanh Chẳng Dễ Dàng là cho em không? Em sẽ không trẻ con như trước. Cái đó có phải là trẻ con không? Đó là trẻ con chứ còn gì nữa. Gì hả? Để nói cho em nghe trẻ con mình định nghĩa trẻ con như thế nào ha. Trẻ con là thích gì làm liền. Ừ. Ghét gì nó không thể hiện liền. Trẻ con nó không nghĩ đến hậu quả. Người lớn sẽ có cân nhắc. Nhưng em nghĩ là em là cái người mà hai trong một, nghĩa là tùy chuyện. Em sẽ con nít nhưng tùy chuyện. Ví dụ như đối với những cái trường hợp như vậy á, thì em có thể là nhiều khi tức quá nói một câu là bạn muốn mình để ý đến comment của bạn đúng không? Phải nói cho đã cái nơi mình đúng không? Đó là kiểu như vậy đó, kiểu chỉ là đơn giản là kiểu nói như vậy thôi chứ không phải là cãi tay đôi hay là giải thích. Nhưng mà còn nếu mà nói những người mà ở trong cuộc sống của em, những người quan trọng đối với em, thì em lại sẽ có những cái cách xử lý và suy nghĩ khác. Khác chứ em. Tại vì sau mỗi một trận bão, anh đã nói rồi, một cái trận bão về dư luận với một nghệ sĩ, anh xem nó là một trận dịch, một trận đại dịch ha. Thì sau một trận đại dịch, bản thân cái người bác sĩ chưa tìm ra được cái cách cứu chữa cho cái người bệnh nhân chính thức, thì anh lại phát hiện đâu đó có rất nhiều những con virus cơ hội. Và thường là nếu như những người đó chúng ta không hề quan tâm thì không nói làm gì. À, tôi biết bạn rồi, tôi không chơi bạn nữa. Thoải mái. Nhưng sẽ cực kỳ thất vọng nếu đó là những người mà chúng ta đã yêu thương, những người chúng ta đã kỳ vọng nhiều về họ, thậm chí là những người bạn. Em đã từng bị quay lưng chưa? Một vài. Nhưng mà đối với em nó lại không quan trọng. Bởi vì em nghĩ giống như anh. Cũng chưa nằm trong cái top mình yêu thương hả? Hay sao? Không. Có nghĩa là có nằm trong... em nghĩ là những cái người mà em đã thật sự yêu thương rồi á, sẽ em không chưa làm bao giờ như vậy. Dạ. Em nghĩ là còn những người mà nó mới có một chút thôi một mà chút. Họ quay lưng lại với mình nhanh thì có quá. Dạ. Em sẽ phản ứng như nào với cái điều đó? Nghỉ chơi thôi chứ gì đâu. Nghỉ chơi. Em phải thể hiện trực tiếp là tôi không thích bạn rồi. Mặc dù em biết là cái điều đó không tốt cho em. Bắt tay cái. Tại vì anh cũng vậy. Yeah. Mà mặc dù em biết là cái điều đó không tốt cho em á. Tại vì là em đã được dạy là nếu mà không thể làm cho người ta thích mình á, thì ít nhất cũng đừng có làm cho người ta ghét mình. Bởi vì người ta mà không thích mình hoặc là mình thái độ mình cho người ta biết mình ghét người ta đi, thì đôi khi người ta lại sẽ muốn hại mình nữa. Nhưng mà em không có làm được cái chuyện mà mình đã biết người ta xấu với mình rồi mà mình vẫn cứ phải cười. Mà thế là chúng ta lại là những người rất thiệt thòi. Đó, rõ ràng. Là cái gì cũng bị người ta phát hiện hết. Diễn thì lên sân khấu diễn đúng không? Chứ ở ngoài làm sao còn sức đâu mà diễn. Nhưng mà thôi kệ, mình cảm thấy mình bình an và mình thoải mái hơn khi như vậy. Chứ làm sao mà bây giờ phải thay đổi bản thân mình vì người khác. Thế cái chuyện nó quá mệt mỏi không? Anh nghe nói là như sắp tới em có một bài được tặng bởi một cái người đàn ông mà từ nãy giờ cũng tranh cãi với em không ít, đúng không? Thật ra là câu chuyện cực kỳ dài đó. Anh tóm tắt thôi. Tóm tắt lại là anh Chí có một bài tặng cho bao anh hết. Anh thì làm vậy là cách đây khoảng bao nhiêu năm nhỉ? 3-4 năm đúng không nhỉ? Khoảng tầm 3 năm gì đó. Thì anh nhận được một cái tin nhắn của một người bạn của anh mà anh khá là quý. Đó là anh Mộng Hùng Make Up. Em nhớ Mộng Hùng. Dạ vâng. Mộng Hùng à. Thì anh Hùng nói rằng là anh Chí ơi, em rất là thích giọng hát của Bảo Anh. Anh nên cộng tác với Bảo Anh hoặc là anh nên viết bài hát cho Bảo Anh. Thì thật sự là lúc đó anh không biết Bảo Anh thật. Và anh nói chứ, nhưng mà anh lại anh có một cái tật đó là bạn anh mà nói thì anh rất là để tâm để coi là ai.
Thì và sau đó thì anh mới xin hùng số của Bảo Anh, nói ok để anh muốn gặp Bảo Anh ha. Rồi thì tụi anh gặp nhau làm việc ở trong studio mấy ngày đúng không nhỉ? Rồi thôi, bản đi là anh nói có dịp nào đó anh sẽ viết cho em một cái bài hát. Và thôi, chứ không hai anh em mỗi người lo việc, không có để ý gì hết. Đầu mấy năm sau thì anh tình cờ anh có một cái chuyến đi cùng với ban nhạc đi Hàn Quốc. Anh gặp cái người kia của cô này. Thì anh mới biết cái câu chuyện của hai người. Yeah. Và rồi thì về lại thì anh mới nghe rằng là hai người chia tay. Lúc đó anh bên ai? Thì bởi vì anh biết cả hai. Là em thì, hỏi anh lúc đó anh bên ai? Không, anh không bên ai cả. Yeah. Anh không bên ai cả, và ngay cả trong cái lời của bài hát anh cũng không có bên ai cả. Và anh chỉ nói rằng là, giống như hồi nãy em mới nói đó, là nếu em còn có những cái suy nghĩ như vậy thì em sẽ vẫn còn yêu và em sẽ vẫn còn đau. Và cái lời hát anh nói y chang như vậy, tức là hãy cho em thêm một lần nữa để em rồi em cũng sẽ lại sai. Em sẽ lại cái gì? Để em lại được sai, lại được yêu thêm lần nữa. Không sao em ạ, được sai em yên tâm đi, em còn sai cả đời với cá tính này, không sao cả. Nhưng không sao em ạ, đàn ông là được sinh ra để chịu đựng phụ nữ mà. Theo anh là vậy, thiên chức của đàn ông là chịu đựng phụ nữ. Hợp lý. Đấy, thế rồi anh mới nhắn cho Bảo Anh, anh gửi đó. Cũng bẵng đi rất là lâu sau, cô cũng không hát. Cũng chưa hát, cũng chưa... Một lời trách nhẹ. Thật ra là không có trách nhẹ đâu mà trách nặng đó. Bây giờ thế này, mình nhá hàng một tí ở chương trình này nhá. Nhá hàng nhẹ thôi. Còn cái chuyện khi nào thu âm mà khi nào bắt tay vào làm việc thì tính sao nhá. Ở đây sẵn ban nhạc thần thánh của chương trình. Em biết không, âm nhạc của thế giới 300 năm đổ lại họ đều đánh được, không cần nhạc phổ. Em hiểu không? Khủng khiếp đến như thế cơ. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút. Đừng chuyển kênh nha. Em hát tặng mọi người tí được không? Dạ được, sao dám từ chối. Hãy cho em xin một lối thoát để em được thôi, được thôi nhé. Hãy cho em xin một cảm xúc để tim em thôi, thôi thành trái đá. Và rồi để em lại yêu lại sai với cơn yêu ngày xưa, giờ chắc đã nhạt phai. Héo hon em từng đêm bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn. Hãy cho em thêm một nụ hôn để em được tung bờ môi đã khô. Hãy cho em thêm một câu nói dù là lừa dối nhưng thành còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia đã mang em từ lâu về nơi ngục sâu, đã giam em cùng với niềm nhớ thương ai rồi chờ đợi mãi. Yêu là được yêu, là được ghen, là được nhớ, chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ rồi cứ khóc rồi lại thôi, chẳng biết khóc ai vì ai đã chẳng còn nữa mà cứ ngỡ ai vẫn đâu đây. Yêu tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ mà cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy, giờ ngồi đây ai khóc nỗi đau này. Cưng quá, bài hát rất là sâu và đúng với những gì chúng ta bàn nãy giờ nhờ. Đấy, anh Chí viết bài như kiểu là đâm vào một nhát vào tim người khác ấy. Chưa khóc đâm nhát nữa cho nó khóc luôn. Rồi lúc mà đi thu thử cái bài này ở trong phòng thu của anh Chí là kiểu là mình nói là thôi chết rồi. Mình mới nói chuyện với anh Chí mà kiểu mà ít thôi anh nhờ. Em ý là tâm sự ít thôi mà anh còn viết như kiểu là đâm mình một nhát mà mình tâm sự nhiều thêm, anh viết một bài chắc vừa khóc vừa hát quá. Hy vọng là bài hát này sẽ sớm được phát hành và cũng chúc cho Bảo Anh sẽ có thêm nhiều bài hit nữa với anh Đức Trí và những ekip mới của mình. Cảm ơn em ngày hôm nay đến đây chia sẻ về câu chuyện của em, cũng như là cách Bảo Anh yêu, cách Bảo Anh sống, cách em suy nghĩ về mọi người, về cuộc sống. Anh muốn em cứ giữ cái điều này ở đây, nó có thể có tí trẻ con cũng được, nhưng nó rất là em, nó rất là Bảo Anh. Và
hãy cứ thay đổi và trưởng thành theo từng thời điểm của cuộc đời. Đừng quá vội để trở thành cái người cái gì cũng biết, nó mệt mỏi lắm em ạ. Nha, không thoải mái đâu. Hãy yêu như Bảo Anh đã từng nha. Chúc em may mắn. Cảm ơn anh. Và bây giờ để trở lại với âm nhạc của Bảo Anh, Trấn Thành xin mời toàn thể quý vị nghe lại một bài hát đã mang đến cho Bảo Anh rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả, như là một tác phẩm chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Em muốn anh sống sao. Oh.
niệm rất là đáng nhớ. Đây là một trong những bài hát đầu tiên mà Bảo Anh được công chúng biết đến nhiều nhất và yêu mến nhiều nhất. Em muốn anh sống sao? Một lần nữa cảm ơn em đã đến với chương trình Chuyện tối nay với Thành. Hy vọng là em sẽ có được nhiều những ca khúc hit mới, cũng như là sẽ có được một người đàn ông yêu thương em thật sự. Hang. Rồi sớm có tình yêu mới. Đó. Sẽ lại yêu, lại đau rồi lại... Thôi yêu thôi chứ đừng có đau nữa. Phải đau chứ em, yêu phải đau nó thôi, mới vui. Cảm ơn anh. Phải đau mới có cảm xúc để hát hay chứ không đau không hit được đâu. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 19:50 thứ năm tuần sau trên kênh BRT Đài Phát thanh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu cùng với chương trình Chuyện tối nay với Thành. Và bây giờ thì chúc em sẽ có được một buổi tối thật là vui vẻ tại khách sạn của Trấn Thành. Xin mời.